Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán cường lực cho điện thoại nha. Rồi trong cái miếng cường lực thì mình mua về á, nó có cho mình hai cái túi, đó là một túi nước và một túi khô nha các bạn. Giờ mình sẽ xé cái túi nước và túi số 1 nha các bạn. Đây, giờ mình sẽ lau lên cái mặt màn hình nha các bạn. Mình cho nó sạch những cái vết bẩn đó các bạn. Thì cái dán cái cường lực này cũng rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn chủ yếu các bạn lau cho khô cái màn hình đó, rồi bạn canh kê cho nó rõ, nó chính chính xác với cái màn hình đó, rồi mình tháo từ trên xuống nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái túi thứ hai, túi này là túi khô nha các bạn, cái này miếng khô, rồi mình sẽ lau sạch cái màn hình. Các bạn lau cẩn thận nha, cho nó sạch hết, không còn có một hạt bụi nào trên màn hình nha các bạn. Chú ý là các bạn không nên thổi nha, những hạt bụi nha, mà thổi là cái hơi của mình á, nó sẽ bám lên cái màn hình nha các bạn, nó sẽ gây ố. Rồi giờ mình sẽ lấy cái miếng cảm ứng nha các bạn. Rồi trước tiên mình sẽ, các bạn chú ý nha, cái này là số 1 nha các bạn. Cái này là mình sẽ gỡ nha, rồi mình sẽ dán cái mặt này đó, mình dán cái mặt này rồi mình gỡ, rồi mình sẽ kéo về nha các bạn. Rồi mình sẽ canh kê cái màn hình đó. Đây là ngay các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái miếng băng keo á, miếng băng keo các bạn cắt một miếng băng keo, rồi các bạn dán, các bạn giữ cố định nha các bạn. Rồi mình khi mình làm cái tay mình đã dính bụi nè, mình nhớ lên mình làm cái mấy bụi sạch. Thì có cái miếng băng keo rồi nó dán dính, nó cố định nha các bạn, nên mình không có sợ nó bị chọc cái góc. Giờ mình sẽ tháo cái miếng băng keo này ra nha các bạn. Đó, mình kéo rồi xong, giờ mình sẽ vuốt vuốt từ trên xuống nha các bạn. Các bạn đừng có để sát xuống nha, để nhẹ nhẹ từ từ cái mình vuốt, ở đâu đó mình vuốt cái đó. Cẩn thận nha, cái miếng cường lực nó dễ gãy nha các bạn, để ngẩn hơi hơi. Rồi cho nó ngay các bạn, là mình gỡ cái miếng băng keo ra. Rồi giờ mình sẽ lấy cái khăn khô á, mình lau sơ sơ lại nha các bạn. Thì cái phần nào mà nó còn xì cái bọt nước á, các bạn chà chà cái nó tan cái bọt nước ra nha các bạn. Rồi mình chà đều vậy nha, cái bắt đầu nó tan nha. Nhớ là các bạn gỡ cái keo từ trên để xuống nha, mình gỡ rồi mình định từ từ nha, chứ đừng định hết nha các bạn. Mình định từ trên xuống dưới từ từ, cái phần nào cho mình vuốt 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 từ từ xuống, rất là đẹp nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.